thầy phong thủy nào đó cam đoan với bạn có cách phát tài nhanh, hãy làm theo đi. Đó là những cách của tà ma. Một người nào đó giúp bạn phát tài nhanh thì họ có tiểu thần thông từ linh giới yêu ma và có thể mách bảo bạn một vài việc ở gần. Nhưng các bạn nên biết, việc gì bộc phát không thể bền lâu, hậu quả rất khó lường. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải nỗ lực và phấn đấu, cố gắng không ngừng nghỉ mới có thể thu hoạch. Trồng nhiều thu hoạch nhiều, trồng ít thu hoạch ít là lẽ tự nhiên. Các bạn xem video theo tháng sinh của mình vào website của Khải Toàn, tự tra lá số, ghi lại 8 ô sinh thần bát tự để tiện tra cứu. Các bạn lưu ý, thuộc số được tra theo bát tự tứ trụ, ứng dụng theo dụng thần mệnh khuyết. Các bạn phải lên Google tìm dụng thần mệnh khuyết để tìm hiểu thêm. Khải Toàn xin giới thiệu nhân 8, sinh từ 17 tháng 9 cho đến 16 tháng 10 năm 82 dương lịch, tháng Kỷ Dậu. Thời điểm này đa phần thiếu mộc hỏa và kỵ kim. Năm sinh nhâm tuất, chịu khó kiên trì, trọng danh dự, yêu thương gia đình, hết lòng vì công việc. Thì người sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, Dậu cố chấp khỏi bàn. Người sinh tháng này rất cố chấp, tranh cãi với họ dễ bị cao máu. Dậu thuộc tứ mã cực đoan, có tài lãnh đạo, khéo giao tiếp, nhưng lời nói khá đanh thép. Tuất Dậu hợp kim, sinh mùa kim vượng, đa phần là người mạnh mẽ, tính cách cực đoan cố chấp cao, có thể dẫn đến dễ kiêu ngạo, lời nói hành động dễ phiền lòng người khác. Người sinh nhóm này đa phần kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, nhà ở không nên có nhiều gương to, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương. Thời vận mệnh nữ 34 đến 43 tuổi, hành vận Ất Tỵ, 5 năm đầu hành vận khá, 5 năm sau nhiều biến động. Năm sinh Tuất, gặp vận có chữ Tỵ là sao Hồng Loan, chủ về đào hoa, kết hôn và cả tình cảm dễ biến động. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hoặc Mậu, gặp chữ Tỵ là có mật mã phát tài. Thời vận mệnh nam 43 đến 52 tuổi, hành vận Giáp Dần là vận khá, nhiều cơ hội về công danh nhưng tâm tính dễ nóng nảy. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp hoặc Tân, gặp chữ Dần là có cơ hội phát tài. Phong thủy gia tăng thêm vài phần vận may nhưng không thể giúp bạn nhanh phát tài. Nếu chịu khó tu tâm dưỡng tánh, mở lòng giúp người, cởi mở với mọi người là cách chuyển hóa được nghiệp lực. Khải Toàn xin giới thiệu nhóm 9, sinh từ 17 tháng 10 cho đến 14 tháng 11 năm 82 dương lịch, tháng Canh Tuất. Người sinh nhóm này đa phần khuyết mộc, kỵ kim hỏa thổ. Năm sinh nhâm tuất, trọng danh dự, yêu thương gia đình, chịu khó kiên trì. Năm sinh nhâm tuất, sinh vào tháng Tuất là người có sao hoa cái, mật mã của người tài hoa, thông minh sáng dạ. Nữ có mật mã này mạnh mẽ, dễ cô đơn. Tháng sinh Tuất, năm sinh Tuất là nhóm người trầm tính, háo thắng, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai nhà cửa, thường có khiếu kinh doanh, khá háo thắng nhưng rất khéo trong giao tiếp. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ và hỏa, không nên dùng đỏ tím cam hồng, không nên thường xuyên ở gần chó, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận mệnh nữ 34 đến 43 tuổi, hành vận Bính Ngọ. Nhóm này là người kỵ hỏa, hành vận toàn hỏa, có nhiều cơ hội về tài lộc nhưng cũng dễ hao tài, tính tình nóng nảy. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ hoặc Đinh, gặp đại vận có Ngọ là mật mã dễ phát tài. Thời vận mệnh nam 35 đến 44 tuổi, hành vận Giáp Dần là vận khá vì có mộc, nhiều cơ hội về công danh nhưng tính tình rất dễ nóng nảy. Nhất là ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp và Tân, nhiều cơ hội phát tài hơn những người sinh mệnh ngày khác. Ứng dụng phong thủy cho bạn thêm cơ hội về tài lộc, nhưng tu tâm dưỡng tánh, mở lòng bố thí, mở lòng bố thí giúp người mới là cách tích phước bội đức.
Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 10, sinh từ 15 tháng 11 đến 14 tháng 12 năm 82 dương lịch, tháng Tân Hợi. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần khuyết mộc hỏa và kỵ thủy. Người sinh năm Tuất, tháng ngày giờ hoặc gặp vận có chữ Hợi là có sao cô thần, ngôi sao biến động về tình cảm. Hợi thuộc thủy mộc, hiền lành cọc tính, ăn phận ít phân tranh, giỏi thu xếp thời gian để được an nhàn. Họ là những người giàu tình cảm, dễ bị dụ trong tình cảm. Mệnh thủy vượng thường thông minh nhưng thích an phận, xử lý nặng về tình cảm hơn là lý trí. Nhóm sinh tháng Hợi thường là dư thủy, mệnh kỵ thủy, không nên dùng màu đen và xanh dương nhiều, không phù hợp chọn hình nền là cá chuột heo, và cả hạn chế sử dụng nhiều trang sức vàng bạc đá quý. Nhà ở không nên có nhiều gương to. Thời vận mệnh nữ 43 đến 52 tuổi, hành vận Bính Ngọ. Nhóm khuyết hỏa gặp vận hỏa có nhiều cơ hội về tài lộc. Càng tốt với ai khi sinh mệnh ngày thuộc Kỷ hoặc Đinh, gặp đại vận có Ngọ là mật mã phát tài. Thời vận mệnh nam 42 cho đến 51 tuổi, hành vận Bính Thìn, 5 năm đầu khá hơn 5 năm sau. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Quý hoặc Ất, gặp đại vận Bính Thìn là mật mã dễ phát tài. Phong thủy gia tăng thêm vài cơ hội về tài lộc nhưng không thể giúp bạn nhanh phát tài. Nếu chịu khó tu tâm dưỡng tánh, mở lòng giúp người, đó là cách tích phước bồi đức. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 11, sinh từ 15 tháng 12 năm 82 cho đến 13 tháng 1 năm 83 dương lịch, tháng Nhâm Tý. Người sinh thời điểm này đa phần là kỵ thủy, khuyết mộc hỏa. Năm sinh Nhâm Tuất, trọng danh dự, yêu thương gia đình, hết lòng vì công việc, rất kiên trì chịu khó. Người sinh tháng Tý đại diện cho cố chấp cực độ, thường bảo vệ lý lẽ của mình hết mình. Nhóm người sinh tháng này thường xử lý nặng về tình cảm. Tý thuộc thủy, cá tính mạnh, rất ngạo mạn, có tố chất lãnh đạo, xử lý sự việc thiên về tình cảm, quá nhiều tình cảm hơn lý trí, đôi khi dễ an phận. Mệnh thủy vượng thường là người thông minh, nhược điểm ít cầu tiến, họ an phận, nhạy cảm trong tình yêu. Người kỵ thủy không nên dùng đen và xanh dương, nhà vệ sinh nên nhỏ và giữ sạch sẽ, nhà ở không nên có nhiều gương to, nên thường xuyên vào bếp nấu nướng để tăng vận hỏa. Thời vận mệnh nữ 34 cho đến 43 tuổi, hành vận Mậu Thân, vận này dễ hao tổn, khó tích trữ. Năm sinh Tuất, trong lá số hoặc vận có chữ Thân là có sao Dịch Mã, biến động về chỗ ở, công việc, đi xa và cả xuất ngoại. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, gặp chữ Thân là có cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nam 40 đến 49 tuổi, hành vận Đinh Tỵ. Nhóm này cần hỏa, gặp vận hỏa có nhiều cơ hội về tài lộc. Năm sinh Tuất, sinh vào tháng ngày giờ hoặc là đại vận có chữ Tỵ là có sao Hồng Loan, nói về kết hôn và cả biến động tình cảm. Nhóm mệnh nam, ngày sinh nếu mà rơi vào Bính hoặc Mậu, gặp đại vận có chữ Tỵ, nhiều cơ hội phát tài. Ứng dụng phong thủy cho bạn cơ hội về tài lộc, nhưng tu tâm dưỡng tánh, mở lòng bố thí mới là cách tích phước bồi đức. Hải Toàn xin giới thiệu nhóm 12, sinh từ 14 tháng 1 năm 83 cho đến 12 tháng 2 năm 83 dương lịch, tháng Quý Sửu. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thủy thổ và khuyết hỏa mộc. Năm sinh Nhâm Tuất, kiên trì chịu khó, trọng danh dự, yêu thương gia đình, hết lòng vì công việc. Thì người sinh tháng Sửu khá lầm lì cứng đầu, họ là những người bao dung. Sửu thổ là những người hiếu thuận và tốt bụng, họ là những người biết cho đi. Sửu và Tuất là hai khố trong tứ khố, đại diện cho đất đai nhà cửa. Mệnh sinh tháng này đa phần kỵ thổ và thủy, không nên dùng màu đen, xanh dương và cả nâu, nhà vệ sinh nên nhỏ giữ sạch sẽ, nhà ở không nên dùng nhiều gương to,
nên thường xuyên vào bếp nấu nướng để tăng vận hỏa. Thời vận mệnh nữ 40 đến 49 tuổi, hành vận Mậu Thân. Vận có Thổ đại diện cho tích trữ, tính tình có phần dễ thay đổi. Năm Tuất, trong lá số hoặc vận có chữ Thân là có sao dịch mã, dễ biến động về chỗ ở, công việc, đi xa xuất ngoại. Những ai sinh mệnh ngày thuộc canh gặp vận có chữ Thân là có mật mã, dễ phát tài. Thời vận mệnh nam 35 đến 44 tuổi, hành vận Đinh Tỵ. Vận gặp hỏa có nhiều cơ hội về tài lộc. Năm sinh Tuất, gặp vận có chữ Tỵ là có sao Hồng Loan, nói về đào hoa kết hôn và cả tình cảm biến động. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính hoặc Mậu gặp chữ Tỵ là có mật mã, dễ phát tài. Phong thủy giúp bạn gia tăng thêm vài phần về cơ hội tài lộc, nhưng trên tất cả, tu tâm dưỡng tánh, mở lòng bố thí mới là cách tích phước bồi đức. Với người thiếu hỏa, nên biết đỏ, tím, cam, hồng, vàng sậm là hỏa. Đá trang sức nên dùng màu đỏ. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Với người thiếu kim, trắng xám trang sức vàng bạc là kim. Đồng hồ tự động rất nhiều kim. Với người thiếu thủy, đen xanh dương là thủy, trang sức vàng bạc là kim cũng được. Với người thiếu mộc, nhà ở nên có nhiều đồ gỗ. Màu xanh lá đại diện cho mộc. Khải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Nhâm Tuất theo 12 tháng sinh. Để chính xác nhất, cần có cả ngày giờ sinh và giới tính. Bát tự tứ trụ xét theo 8 ô, trong đó cột mệnh ngày sinh là khá quan trọng. Xét về mệnh ngày sinh, các bạn lưu ý: mệnh ngày tức là ở cột mệnh ngày sinh, không phải tháng hay năm sinh. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình sau theo ví dụ này. Trong website, các bạn vào mục tra lá số, nhấn vào lấy lá số. Tiếp theo, các bạn chú ý vào mệnh ngày sinh của mình, năm tháng ngày giờ. Ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi. Các bạn quan tâm đến mệnh ngày sinh. Ví dụ, người này sinh ngày Đinh thuộc hỏa. Học cải vận cũng như ở trường đời, bỏ công nhiều, chăm sóc nhiều thì thu nhiều, chồng ít thì thu ít. Trong gia đình hay ngoài xã hội, tâm lý là một loại phong thủy mạnh nhất. Bạn nghĩ mình thay đổi được vận mệnh, bạn nghĩ mình sống thiện lành thì nhân quả lành sẽ báo ứng. Học cải vận cần một thời gian kiên trì để ứng dụng mới có thể đón vận tốt, không thể bộc phát ngay được. Trên tất cả, nhà ở có nhiều tiếng cười, không gian sạch sẽ là phong thủy tốt. Hành thiền giúp tâm an, biết bố thí sẽ bồi đức. Các bạn nên kết hợp mệnh ngày sinh, tháng sinh của mình để tự trải nghiệm. Nếu tự nghiên cứu, bạn phải xem đi xem lại video nhiều lần mới có thể dễ hiểu. Bạn kiên nhẫn ứng dụng, thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, vì còn lại bạn phải tự nỗ lực để cải thiện. Thông thường người tuổi Tuất và những người mộc vượng là nhóm người rất kiên trì, chịu khó, họ chăm chỉ, nỗ lực bội phần hơn mệnh khác. Nhưng thành công đến với họ thật không dễ dàng. Được làm việc là khát vọng của họ, họ khát khao thành công, đạt được thành quả là hạnh phúc, không phải chuyện tiền bạc. Nhóm người sinh năm hoặc sinh tháng có thìn Tuất Sửu Mùi hay người có lá số thổ vượng thường là bao dung, không để bụng chuyện cũ, không thù hằn ai lâu cả. Các bạn nên biết, người có lòng thù hận càng lớn, khi chết linh quan càng trầm tích. Thứ ánh sáng nó hấp thụ là thứ ánh sáng của giận dữ, khó lòng về cõi lành. Người mà biết tha thứ, biết buông xả, chấp nhận hoàn cảnh thực tại để tùy duyên, chính là người tự tích trữ cho mình những hạt giống quang minh của sự vui vẻ, của sự hạnh phúc. Người có được hạt giống quang minh,
tự khắc kết nối với năng lượng cùng tần số. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.